Vạn lý trường thành, bức tường vạn dặm. Người ta bảo rằng, từ trên trời cao và từ trên cung trăng nhìn xuống bằng mắt thường, chỉ nhìn thấy được hai công trình kiến trúc đồ sộ trên mặt đất mà thôi. Một là vạn lý trường thành của Trung Quốc, và hai là con đê lớn bao lấy biển của Hà Lan. Vạn lý trường thành là một kỳ tích trong lịch sử thế giới. Phía đông bắt đầu từ Sơn Hải Quan, thuộc tỉnh Hà Bắc. Có người nói bắt đầu từ Hổ Sơn Đơn Đông, thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Kéo dài sang phía tây đến tận Gia Lục Cam, thuộc tỉnh Cam Túc. Uốn lượn như thể rồng vươn mình, bò qua các đỉnh núi cao trùng điệp, dài hơn 6.700 km. Nếu đêm khối lượng đá xây vạn lý trường thành, đắp thành bức tường cao hơn 5 mét, rộng 1 mét, thì bức tường này bao quanh giáp một vòng đường xích đạo trái đất mà vẫn còn thừa. Vạn lý trường thành là nét đặc trưng của dân tộc Trung Hoa, là bằng chứng của lịch sử Hoa Hạ. Vị thế duy nhất thiên cổ Tần Hỷ Hoàng đã phất lá cờ thống nhất tại nơi đây. Hoàng đế khai quốc triều Minh Chu Nguyên Chương lệnh cho Ngụy Quốc Công Từ Đạt xây lại cửa quan cũ của Tùy Đường Thành, thiên hạ đệ nhất sơn, Sơn Hải Quan. Nhưng viên tướng nhà Minh trấn giữ Sơn Hải Quan lúc bấy giờ là Ngô Tam Quế đã mở toang cửa thành ở đó để cho quân nhà Thanh ùng kéo vào. Họ vòng tay dân cả Giang Sơn nhà Minh cho quân Thanh thời chiến tranh kháng Nhật. Quân nhân Trung Quốc anh dũng đánh quân Nhật ở phía trong và ngoài vạn lý trường thành. Thời kỳ chiến tranh giải phóng, đại quân Trung Quốc trùng trùng điệp điệp vượt qua trường thành, tiến vào thành Bắc Bình. Vạn lý trường thành đã ghi lại lịch sử và văn minh hàng ngàn năm của Trung Quốc. Vạn lý trường thành cũng tượng trưng cho tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc Hoa Hạ đã chịu quá nhiều đau khổ. Nhắc đến vạn lý trường thành, người ta nhớ đến câu chuyện Mạnh Khương Nữ khóc trường thành. Câu chuyện kể rằng, thời Tần Hỷ Hoàng có chàng thư sinh xứ Giang Nam tên là Vạn Hỷ Lương. Khi chàng cưới nàng Mạnh Khương Nữ thì cũng là lúc chàng bị quân Tần bắt đi phu xây vạn lý trường thành, ra đi mà không bao giờ trở về. Mạnh Khương Nữ muốn gửi áo ấm cho chồng phải lặn lội vạn dặm tìm chồng. Đến được vạn lý trường thành nhưng không gặp được người thân, nàng khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, khóc đến nỗi bức tường thành phải sụp đổ để lộ ra xác chết của Vạn Hỷ Lương, chồng nàng. Mạnh Khương Nữ thay chồng mặc chiếc áo ấm và nhảy xuống biển tự vẫn. Ngày nay, ngoài cửa đông của Sơn Hải Quan có một ngôi miếu thờ vị trinh nữ, đó là Mạnh Khương Nữ. Trong miếu có hai câu đối viết rằng: Tần Hoàng an tại tai, vạn lý trường thành túc oán, Khương Nữ vị vong giả, thiên thu phiến thạch minh trinh. Vua Tần còn đâu nữa, vạn lý trường thành xây chí oán, Khương Nữ chưa quên vậy, ngàn năm phiến đá tạc lòng trinh. Tương truyền đây là bút tích của Văn Thiên Tường. Vạn lý trường thành vốn được xây dựng trước thời Tần Hỷ Hoàng. Theo ghi chép, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước nằm trong phòng ngự lẫn nhau, nên mỗi nước đã xây cho bức thành dài ở những nơi địa thế hiểm yếu. Nước Sở cho xây thành sớm nhất. Đến thời Chiến Quốc, các nước Yên, Triệu, Tần, Tề, Ngụy, v.v. tiếp nối nhau xây thành. Năm 221 trước Công Nguyên, Tần Hỷ Hoàng thống nhất 6 nước định đô ở Hàm Dương. Nhưng sự đe dọa lớn nhất vẫn là từ phương Bắc để tăng cường biên phòng vững mạnh, đề phòng kỵ binh Hung Nô từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm phương Nam. Nên vào năm 214 trước Công Nguyên, Tần Hỷ Hoàng lại ra lệnh xây dựng vạn lý trường thành. Nhà Tần trước sau đã phải mất hơn 10 năm, bắt hơn 500.000 phu dịch để nối các đoạn thành do 3 nước Tần, Triệu, Yên đã xây trước đó, đồng thời cho xây đắp vững chắc và kéo dài ra thêm. Công trình xây đắp này hết sức đồ sộ. Phía Tây khởi từ Lâm Thao, quận Lũng Tây, nay là huyện Dân, tỉnh Cam Túc, chạy về phía Đông đến Liêu Đông dài hơn vạn dặm, nên có tên là Vạn Lý Trường Thành. Sau Tần, đến triều đại Hán, Nam Bắc Triều, Tùy, Đường, Kim đều đã bỏ sức ra tu sửa, gia cố trường thành. Nhà Hán còn kéo dài phía Tây vạn lý trường thành đến Đôn Hoàng, Tủ Tuyền, tăng thêm hơn 1.000 dặm. Đồng thời cho xây rất nhiều ụ trắng, vọng gác ở phía mặt Bắc trường thành do nhà Tần xây,
Sau khi nhà Minh diệt nhà Nguyên, thế lực của người Mông Cổ ở phương Bắc vẫn còn khá mạnh. Thỉnh thoảng họ tiến đánh xuống phương Nam, gây thành nạn biên ải đối với vương triều nhà Minh. Do đó, ngay từ buổi đầu dựng nước, các vua đế nhà Minh lại cho xây đắp tu sửa trường thành trải qua hơn 200 năm, lần lượt tu sửa cả thảy 18 lần. Quy mô to lớn đồ sộ và khả năng phòng ngự kiên cố của vạn lý trường thành lúc này đã vượt qua hẳn thời kỳ Tần Thủy Hoàng. Trường thành chúng ta nhìn thấy ngày nay chính là vạn lý trường thành do nhà Minh xây đắp. Hệ thống kiến trúc vạn lý trường thành bao gồm 4 bộ phận: tường thành, địch đài, quan ải và đài phát tín hiệu. Bức tường thành hầu hết đều được xây bằng đá trụ, đá tảng và đá gạch phiến to. Chiều rộng mặt tường thành có thể 5 ngựa xếp thành hàng ngang cùng đi hoặc 10 người cùng đi hàng ngang. Trên thành có bờ tường chia ra nhiều khe trống để ngắm bắn. Có các lỗ quan sát và xạ kích, có các ụ cao và ống thoát nước. Bờ tường nằm dựa vào mặt phía trong tường thành cao khoảng 1 mét, có tác dụng như một hàng lan can chắn. Các ụ cao nằm dựa vào mặt phía trong tường thành cao khoảng 2 mét. Phía trên có các lỗ quan sát, phía dưới có các lỗ ngắm bắn. Cống thoát nước là nhằm tháo nước từ trên đỉnh cao của tường thành. Trên tường thành phía ngoài, cứ cách khoảng 70 mét thì có một địch đài cao thấp. Tùy theo vị trí đoạn đường thành ấy, nhưng luôn nhô một phần ra phía ngoài tường thành. Ở đây không những có thể quan sát được, mà còn có thể bắn ra được từ phía chính diện và phía bên hông. Cứ cách 3 dặm thì xây một đài đốt lửa phát tín hiệu. Nếu có biến động về địch quân thì ban ngày đốt khói, ban đêm đốt lửa. Từ đài này truyền đến đài kia, báo tín hiệu về tận tổng đài chính, để sau đó phi ngựa cấp báo cho bộ chỉ huy. Tương truyền dùng phân chó sói đốt để có nhiều khói và khói bốc thẳng cao. Vì vậy mà đài đốt lửa phát tín hiệu còn có tên là đài khói phân sói. Nơi biên ải hiểm yếu và nơi địa thế cao dọc vạn lý trường thành, người ta cho xây rất nhiều cửa ải nhằm để truyền tin quân sự. Trong đó, Sơn Hải Quan, Cư Dung Quan và Gia Dục Quan là nổi tiếng nhất. Sơn Hải Quan nằm sừng sững bên bờ Bột Hải, mênh mông, xanh biếc. Chân núi Yên kéo dài nhấp nhô, có nhiều núi lạ ở gần bờ biển, cho nên gọi là Sơn Hải Quan. Do địa thế hiểm trở nên được gọi là chiếc chìa khóa quan trọng về mặt quân sự của hai kinh là Vạn Lý Trường Thành đệ nhất quan. Cửa ải hình vuông 4 góc, cao 12 mét, có 4 cửa ở 4 bên. Cửa phía đông gọi là Trấn Đông, cửa phía tây gọi là Ngân Ân, cửa phía nam gọi là Vọng Dương và cửa phía bắc gọi là Uy Viễn. Tường cao 13 mét, rộng 20 mét, bên trong đắp bằng đất, bên ngoài xây bằng gạch. Trên 4 cửa ải đều có gác lầu. Trên gác lầu cửa phía đông có treo một bức vành nền trắng, chữ đen thật cao, thiên hạ đệ nhất quan. Nét chữ mạnh khỏe, cứng cỏi. Mỗi chữ cao 1,6 mét do tiến sĩ Tiêu Hiển viết. Bước lên gác lầu, phóng hết tầm mắt nhìn về phía xa, thấy vạn lý trường thành như thể rồng bay, uốn lượn qua các đỉnh núi. Lướt về phía tây, như vương cao thẳng vào tầm mây, khiến quan khách cảm thấy xem như thế cũng là đủ lắm rồi. Cư Dung Quan nằm vào địa phận huyện Sương Bình, thành phố Bắc Kinh. Núi cao xanh thẳm, tầng tầng lớp lớp chạy dọc dài hai bên. Ngày xưa từng là tấm bình phong che chắn phía tây bắc thành phố Bắc Kinh. Lịch sử đã ghi lại sự tích của biết bao cuộc chiến tranh tại nơi đây. Khi nhà Minh bị diệt vong, quân nhà Thanh đã ồ ạt tràn vào cửa ải này, phá rối kinh thành. Sau đó, tác dụng của vạn lý trường thành đã bị giảm sút, suy yếu. Từ thời Thanh, Càn Long, vạn lý trường thành chỉ còn là nơi thắng cảnh du ngoạn. Cư Dung Điệp Thúy là một trong những thắng cảnh đẹp của vạn lý trường thành. Tiền tiêu Mát Đạt Lĩnh của ải Cư Dung Quan nằm ở địa phận huyện Diên Khánh. Bát Đạt Lĩnh là một trấn thành trọng yếu trước đây. Ở trên cao nhìn xuống, địa thế hiểm trở, người xưa nói Cư Dung Quan hiểm yếu không phải do có cửa ải, mà là do có Bát Đạt Lĩnh. Ngày nay vẫn còn hiện rõ hai chữ thiên hiểm do người xưa ghi lại trên dốc núi cao. Bức tường của dãy Bát Đạt Lĩnh được xây bằng loại đá tảng hoa cương rất vững chắc. Thành ải có hai cửa đông và tây. Cửa phía đông gọi là Cư Dung Ngoại Trấn, cửa phía tây gọi là Bắc Môn Tỏa Thược. Cửa này đã bị sụp đổ sau ngày giải phóng, được tu sửa lại. Gia Dục Quan là điểm cuối cùng của vạn lý trường thành, nằm trên vùng đất nhỏ hẹp
của hành lang Hà Tây là một đường hầm giao thông phải đi từ đông sang tây, được gọi là cửa ải bậc nhất đất Hà Tây. Gia Dục Quan nằm quay về phía đông, mặt hướng về phía tây, có hình bậc thang, tường cao 10 mét, cửa mở về phía đông và tây, phía đông là Quan Hóa, phía tây là cửa Nhu Viễn. Trên mỗi cửa đều có gác lầu cao 17 mét, dáng uy nghi, khỏe khoắn. Trên tấm bia đá đặt cách cửa phía tây 200 mét, có khắc bốn chữ Thiên Hạ Hùng Quan. Tương truyền, khi xây cửa ải này, các thợ đã tính toán số lượng gạch đá cần dùng hết sức chính xác. Đến khi xây xong, chỉ còn thừa lại một viên gạch. Viên gạch đó vẫn đặt trên gác lầu cho đến tận hôm nay. Qua lời truyền tụng rất hay về sự tài giỏi trong lịch sử kiến trúc và xây dựng của Trung Quốc. Vạn lý trường thành, dài vạn dặm, bất đáo trường thành phi hảo hán. Chưa đến vạn lý trường thành thì chưa phải là trang hảo hán. Vạn lý trường thành đã trở thành nơi du ngoạn không thể thiếu được của du khách đến Bắc Kinh.